sợ. Kể lại nữa. Tại ba mày mày kể lại. Ồ, ai mới thương? Lỡ giờ mày nè, giờ cái cục đen thù lùi đó, nó đâu có thèm giòn tao. Giờ cái cục thù lùi đó, nó đâu có thèm giòn tao đâu. Nó giờ cục thù lùi đó. Đang à, đang à, đồ mẹ nó bỏ tao nằm đây, tao chảy nước miếng luôn nha. Ơ, hay không, hay vậy không, làm tao chảy nước miếng luôn nha. Bỏ tao nằm chết mẹ luôn, không ai nói chuyện với tao hết. Chỉ có bỏ bao qua, nó rè rè tao. Ủa má tao mỏi miệng quá, tao mệt quá. Giờ này mình thích cơm rồi, muốn thèm nấu nữa. Mệt quá, mệt quá, mệt quá. Giờ chịu rồi, bây giờ nấu cơm rồi. Không lo, nấu lo, tao lao với lao. Một lát gì ông quýnh bà nè, quýnh bà cho bà biết thân nè, cho bà đi tao lao nè. Nhai 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 xì bọt miếng, dì sọt bọt mép. Nhai nhai nhai, bả ăn xài con nhai nha. Nhai xì bọt cua ha. Nó lo nó dợm thầy không? Nó lo nó dợm á. Nó lo nó dợm á. Bà ba ơi, ba Sáu ơi, tưởng kêu nở kêu nha. Nè. Nè. Ê. 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 Ngoài đường nhìn vô mấy cảnh gì trời. Tao thấy quay ngủ đâu đi đâu. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Cạo, cái lòng cái cạo lên hay gì? Cạo mới vậy. Để ăn cắp tao đĩa thằng em đó, ăn cắp tao đĩa lên bán mẹ. Ngồi đi.
trên hai điều anh lo lắng sẽ xảy ra gì? Đi tránh á. Chỉ cần uống được chút nước lên cây của mũi chân đến hoàng thượng,
tất cả sẽ đến án. Đến chuyện đó tôi đã bắt cây giấy thôi chảy nước miếng rồi chảy xe rồi chảy xe anh nhớ không đi không con riêng của bà này.
Rồi bà về ở ông này mới đẻ đứa con gái á. Có một đứa con duy nhất nè. Qua được miếng trả mình thấy ớn quá. Thì rồi nói chuyện nó mỏi miệng đó bà ba. Hồi hôm này không biết sao tôi hà nó cái nó cười khắc khắc vậy bà ba. Rồi con lý rồi. Mắt thần trắng không nó ghê quá. Biết này biết nằm bên nằm bên nằm bên để đập đầu quá cái gối của người ta che mất cái mặt hiếu nhã à cái mặt đẹp của người ta rồi mà nó miếng rồi rồi nhổng đít luôn da nhổng đít lên ăn da bò đó nó lật cái đầu nó qua cái đó cái bịch liền bây giờ đó thầy thầy rồi nó thấy chưa chảy mũi chảy mũi rồi chảy mũi rồi chảy mũi rồi chảy mũi tù ghê vậy ở tù rồi á ớ rồi không đưa cái mỏ ra giống mũi mà mũi không mà nó đập rác xuống đây thấy mẹ đây nè Hey.